Emily pheo mặt thiên thần, thân hình bỏng dãy gây trao đảo ở tuổi 17, tân binh của làng thời trang liên tục, khiến người hâm mộ phát sốt với những suốt hình bikini nóng bỏng. Nàng mẫu đến từ nước Úc bắt đầu biết làm mẫu từ năm 13 tuổi. Nhưng thời gian gần đây, chân dài sinh năm 2003 mới thực sự trở thành hiện tượng của làng mốt. Emily pheo, khiến nhiều chàng trai phải sao xuyến khi có gương mặt đẹp như thiên thần. Và thân hình nuột nà siêu gợi cảm, gây mê người nhìn. Nàng mẫu sở hữu vóc dáng lý tưởng với chiều cao 1m73, và ba vòng hoàn hảo, vóc dáng hoàn hảo, chọn trịa đáng ngưỡng mộ của Emily Fell ở tuổi 17, những suốt hình đẹp như tạc tượng của Emily Fell. Hãy viết bình luận để cho mọi người biết ý kiến của bạn về sự việc này. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ, và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào, và hẹn gặp lại.